Hello, chào mừng tất cả anh em nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em biết cách phân biệt giấy tờ xe giả và giấy tờ th xe thiệt nha. Trên tay mình đây là có hai tấm giấy nè. Anh em coi coi giấy nào là giấy giả, giấy nào là thiệt, anh em chắc nhìn biết không anh em. Đây. Mình lật mặt sau lại nha. Bây giờ á mình sẽ hướng dẫn cho anh em biết cái nào là cái thiệt, cái nào là cái giả nha. Cái hàng số CD này nè anh em công an đóng nè Cái này đóng thủ công nha Người ta sẽ dùng đóng bằng tay nha Thì bởi vậy nó sẽ không bao giờ được đều nha Nó xéo anh em thấy không Không số 9 nó nằm dưới nè Số 3 xong rồi 9 nè Số 6 nó lại méo nè thấy không Anh em méo sợ ra bên không anh em Đó Cái này là giới thiệt nha Còn anh em nhìn cái này nha 03332 Nhìn nó cũng ngay nha anh em ha Nói chung là nhìn nó không có xéo nha Nói chung là cái này dễ dạ nha Mình nhìn hai cái số CD nha Mình phân biệt nha anh em ha Tại sao số CD thì của mình thì nó méo mó tùm lum Nha Với lại á Anh em nhìn kỹ vô cái số 2 này nha Số 2 này là số ken rõ ràng luôn nha anh em Mình Dùng tay mình đóng á Thì không thể nào mà nó chân chu như vậy được nha anh em ha Đó nó sẽ như số 8 này như số 3 này ào ào như vậy nha chứ cái này số 2 này là không bao giờ chân chu được vậy nha chân chu này chỉ của in mới chân chu được vậy thôi nha anh em ha bởi vậy một chắc chắn khẳng định một trăm phần trăm là dễ giả nha hello bây giờ mình quay bổ sung thêm nha nãy đang quay máy nắp pin nè hình như hồi nãy mình nói là cái số này số đóng nha và dạ, giấy chứng minh nhân dân thiệt nha thì mình soi nè đó mình soi vô nha soi biển số sau nè 60 không v bốn nè đó bảy nè không nè anh em thấy rõ ràng không anh em đó mình thấy rất là rõ nha còn dễ dạ nha nè soi vô nè đó mình để sát luôn cũng không thấy gì nha anh em ha ừ. đó nó rất là ảo nha anh em có nghĩa là nó dày hơn á đưa sát vô thì có thể thấy được cái mini mini một cái nói chung là rất là nhỏ nha anh em nha không thấy được gì hết nha còn giới thiệu nha mình đang quay ngoài trời sáng nha chứ thật sự mà vô ban đêm nha nó rất là sáng đó, đó. mình đưa xa một khúc về nha anh em từ sau một khúc về luôn mình còn thấy được nha Thì những cái này mình biết bao nhiêu mình chỉ cho anh em bao nhiêu nha Đó Nhưng mà máy quách phân biệt những cái giờ tờ xe thật giả này rất là hay nha anh em Với lại á, mình ở đây mà không có cây đèn tím nha Anh em một cái đèn tím anh em soi thẳng vô cái góc này nha anh em Đó Soi thẳng vô đây nha cái đèn tím có tầm trăm mấy hai trăm á Anh em soi, soi ngay vô đây luôn anh em mà hay đi mua xe cũ đó mình mua thêm cái đèn tím đó nha mình soi vô đây mình sẽ thấy một của quy nó nổi ở trong này nha còn giấy giả bây giờ mình lấy đèn mình soi vô thì không bao giờ thấy được nha đây tới mặt sau nha bây giờ anh em nhìn vô là thường thường mình nhìn là vô cái mọc nè mình nhìn vô hai cái mọc đó mình cứ đi mua xe hay này kia đó mình lôi ra một giấy thiệt của mình mình có một cái thiệt lôi ra mình so sánh với một cái giấy tờ xe khác nha nè giới thiệt nè cái mọc của mang đóng lên thấy đẹp không nè thì tất nhiên là mọc đóng là phải bị nhè là con mang đóng nó nhè nhè nhè, nhè nè đó Thấy mọc nó đều không nhưng mà nó vẫn đều nó đẹp nha đây đưa soi gần cho anh em coi cái này nha thấy mọc không cái này nó ken ra nè nó nhẹ tướng tung anh em theo không? hột hột không nè anh em nè mờ mờ ảo được hột không à thấy không đây nữa nè đó anh em thấy ken không cái nó đang luôn bên trong nó không mực nha cái chấm 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 nó lỗ lời rồi không anh em thấy không đó thêm một cái điều là dễ biết nhất nha anh em nhìn vào cái chữ ký nha anh em cái này là chữ ký sống nè anh em thấy không thấy đúng một bút mình đã ký lên đặt lên ký mà nè chữ một trăm phần trăm nha anh em nhìn vô thêm cái chữ ký này của giấy tờ giả nha thấy không anh em thấy nó in không thấy đưa cho nó in ra nó ken ra không? còn bị nhè nè anh em nhè tứ lung tung nè thấy chưa nói chung giấy này giấy giả nhưng mà giấy này là giấy làm dộn nha anh em không có trình độ của công phu cao nha nè coi chữ ký đi bự đùng đùng đây nè mà nó nhè nó nhem hết rồi nè anh em nè thấy nhè không nói chung nhìn vào cái chữ ký này là phân biệt được giấy giả với thiệt rất là nhiều nha anh em ha thêm nữa đó cái giấy tờ giả nha anh em nhìn nó rất rất là dày nha cầm vô nó dày lắm nha anh em cầm tay vô rất là dày nha ừ. còn giấy thiệt nó mỏng lắm nha mà cái lý do tại sao mà cái giấy này á anh em kêu là giấy này sao nó nhỏ như vậy giấy này bự vậy nói chung là nó khác đời nha anh em chứ giấy thiệt nó cũng bự vậy nha giấy này là nó năm 2012 nha còn cái giấy này á là đời 2014 nha bởi vậy cho nên là hai cái nó bự hơn nhau thôi chứ không phải là mình nhìn bự hay nhỏ mình nói là dễ giả giới thiệt nha. Rồi bye bye, mình xin chào anh em ở đây nha. Nhớ đăng ký like giúp mình với anh em ha. Mình cảm ơn anh em ha.